bác Ly. Anh hỡi anh già từ vũ khí. Vâng, chính anh. Hồi ký Trương Dữ, đời chiến binh. Chương 1: Tây Nguyên khói lửa mịt mù. Poco dậy sóng, Tây Nguyên chuyển mình, bảo vệ dân tình, toàn quân sát cộng. Charlie, một dấu ấn thời chiến binh. Anh hỡi, anh ở lại Charlie, một câu hát quen thuộc trong bài ca Người ở lại Charlie do nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác để ghi nhớ người hùng Nguyễn Đình Bảo, khóa 14 Đà Lạt, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù. Chúng tôi có dịp gần gũi Nhật Trường và gia đình qua người bạn thân, cố đại úy Trần Duy Phước, đại đội trưởng đại đội 93, tiểu đoàn 9 nhảy dù. Mỗi lần hành quân về, Phước rủ Tâm, đại đội trưởng đại đội 94 nhảy dù, Thành, đại đội trưởng đại đội 92 nhảy dù, và tác giả, đại đội trưởng đại đội 91 nhảy dù, đến nhà Nhật Trường ăn cơm. Chị Trường rất khéo tay về gia chánh, còn Nhật Trường thì tủ lượng khá cao. Do quen thân với Phước, anh có cảm tình mặn nồng với nhảy dù. Nhật Trường đã sáng tác hai bài ca Người anh hùng mũ đỏ và Người ở lại Charlie để tưởng niệm hai vị sĩ quan dù đã hy sinh ngoài mặt trận. Charlie là gì? Thế hệ trẻ sau này hát bài Người ở lại Charlie có lẽ chẳng hiểu gì về xuất xứ. Charlie là một địa danh hay một địa điểm nào trên đất Mỹ? Thật ra, nếu không có trận tổng công kích mùa hè năm 1972 tại vùng 3 chiến thuật, thì cũng chẳng ai biết đến Charlie. Vì đây là một cái tên quân sự để gọi một cao độ nằm trong dãy núi chập trùng phía tây Tân Cảnh. Charlie chỉ một ám hiệu truyền tin của chữ C ở quân đội trong tiếng Mỹ, hoặc cải cách trong Việt ngữ, phát âm là C, dùng để đặt tên cho căn cứ. Các vị trí quân sự trong khu vực hành quân vùng phía tây Tân Cảnh được đặt tên là Charlie, Delta, Hotel, Alpha, Bravo, căn cứ 5, căn cứ 6, để cho phi công Mỹ dễ đọc trên bản đồ hành quân. Căn cứ Charlie gồm 3 đỉnh đội 960, 1020 và 1050, nối nhau bằng sườn dốc thoai thoải, gọi là yên ngựa. Từ đây, trong về hướng Tây Bắc là ngã ba Tam Biên, xe cộ của Lào và quân Cộng sản Bắc Việt chạy qua lại dập dìu. Phía đông là sông Poco và quốc lộ 14. Tại dưới chân Charlie là ngã ba đường xe ben rộng lớn, xe Molotov của địch chuyển quân và tiếp liệu từ Tam Biên phải qua con đường này. Vì vậy, Charlie là cái gai mà địch cần phải nhổ bằng mọi giá. Diễn tiến lịch sử. Năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ đã gián tiếp lật đổ chính phủ của Thủ tướng Pháp Joseph Lallemand. Năm 1968, Cộng sản Bắc Việt với cuộc tổng công kích đã gây ra hậu quả không lường tại nước Mỹ, vì đó là năm bầu cử. Như đã biết trước, Tổng thống Johnson phải tuyên bố không ra tái ứng cử. Dân chúng Mỹ vì chán nản chiến tranh Việt Nam nên đã dồn phiếu cho Nixon với chính sách giảm dần sự can thiệp quân lực của Mỹ. Năm 1972 cũng là năm bầu cử Tổng thống Mỹ. Do đó, Cộng sản Bắc Việt hy vọng rằng một biến cố lớn như Tết Mậu Thân sẽ tạo được nhiều thuận lợi mới. Với ý đồ như vậy, Lê Duẩn, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Bắc Việt đã sang Nga trong mùa xuân năm 1971 nhằm mục đích yêu cầu tăng thêm quân viện. Kết quả là Cộng sản Bắc Việt đã nhận được nhiều chiến xa T-54, T-55 và BT-76, pháo binh hạng nặng như Đại Bác 130 ly, 155 ly, phòng không 23 ly, 57 ly và cả hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 Sager. Giữa năm 1971, sau khi Lê Duẩn từ Nga về, Bộ Chính trị đã ra nghị quyết thứ 13, ban hành quyết định
tổng tấn công miền Nam. Cộng sản Bắc Việt chia kế hoạch tấn công ra làm 3 mặt trận chính. Mặt trận giới tuyến sẽ do 2 sư đoàn 304, 308 và 4 trung đoàn độc lập 126 đặc công, 31, 246 và 270 thuộc mặt trận B5, với sự yểm trợ của khoảng 200 chiến xa thuộc 2 trung đoàn 203 và 204, cùng 3 trung đoàn pháo 38, 68 và 84 đảm nhận. Các đơn vị này sẽ vượt qua khu phi quân sự để đánh chiếm tỉnh Quảng Trị. Đồng thời lúc đó, sư đoàn 324B của Cộng sản Bắc Việt cùng 2 trung đoàn đặc biệt 5 và 6 sẽ tự thung lũng A Sâu ở phía Tây, đánh bọc vào thành phố Huế và đe dọa luôn Đà Nẵng. Mặt trận An Lộc ở vùng biên giới Việt Nguyên do 3 sư đoàn 5, 7 và 9 cùng với khoảng 200 chiến xa tiến chiếm quận Lộc Ninh, rồi đánh thẳng vào An Lộc, Bình Long. Nếu địch chiếm được An Lộc thì sẽ theo quốc lộ 13 tiến về Sài Gòn. Đồng thời, sư đoàn 1 Cộng sản Bắc Việt sẽ tạo áp lực tại vùng đồng bằng sông Cửu Long để cầm chừng các lực lượng tiếp viện từ quân đoàn 4, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Riêng tại mặt trận Tây Nguyên, Cộng sản Bắc Việt cho sư đoàn 2 và sư đoàn 320 với một trung đoàn chiến xa định đánh chiếm Kon Tum và tiếp theo là Pleiku. Để yểm trợ cho mặt trận này, sư đoàn 3 Cộng sản Bắc Việt có nhiệm vụ đánh phá vùng Bình Định phía ven biển, đồng thời cầm chân các lực lượng ta tại đây. Sư đoàn 711 Cộng sản Bắc Việt cũng được lệnh tạo áp lực quanh Đà Nẵng với cùng mục đích. Sự tấn công Tây Nguyên nhằm cắt đôi lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa theo đường ranh là quốc lộ 19. Tại sao có hiện tượng Charlie? Mùa hè năm 1972, Cộng quân Bắc Việt mở đợt tổng công kích lần thứ hai sau trận Tết Mậu Thân. Mục đích gây tiếng vang trong dịp Tổng thống Nixon của Mỹ sắp đi Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh. Ngày 22 tháng 5 năm 1972, Nixon đi Nga. Không ít thì nhiều, chuyến đi ấy đã có tác dụng với cuộc đại tấn công của quân Cộng sản Bắc Việt vào ba quân khu của Việt Nam Cộng Hòa. Có rất nhiều giả thuyết về cuộc kịch chiến này, nhưng tất cả đều đồng ý. Chuyến đi đó chắc chắn có ảnh hưởng đến cuộc đại tấn công. Và đây cũng là các trận đánh cuối mùa, một mùa hè đại loạn, đẫm ướt máu tanh trên một quê hương đọa đầy tên gọi Việt Nam. Rút kinh nghiệm qua sự thất bại trong trận Tết Mậu Thân, Cộng quân đổi chiến thuật mới. Địch dùng quân số đông để áp đảo từng vùng và chiến thuật biển người, thí quân để bù lại sự thiếu kém về hỏa lực phi pháo. Bọn chấp bu miền Bắc coi nhẹ sinh mạng con người, còn thua trâu bò và bom đạn. Nếu không có trận tấn công mùa hè năm 72, Nguyễn Văn Thành đã được sang Mỹ học khóa tham mưu trung cấp, nhưng phòng 3 đã gọi về trình diện và bổ nhậm anh chức sĩ quan phụ tá hành quân lữ đoàn 2 nhảy dù, một chức vụ không có trong cấp số chuyên nghiệp. Nói rõ hơn là không có chó bắt mèo thay thế. Trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, bộ chỉ huy lữ đoàn chỉ có đại tá Lịch, lữ đoàn trưởng, thiếu tá Nguyễn Trọng Nhi, K20 Đà Lạt, bàn ba, và thiếu tá Thành làm phụ tá tham mưu. Vào cuối tháng 3 năm 1972, hai lữ đoàn dù được lệnh hành quân vùng Đắc Tô, Tân Cảnh thuộc tỉnh Kon Tum. Bộ tư lệnh tuyền phương sư đoàn nhảy dù và bộ chỉ huy lữ đoàn 3 nhảy dù đóng ở thị xã Kon Tum. Bộ chỉ huy lữ đoàn 2 nhảy dù chuyển đến làng Võ Định, nằm sát quốc lộ 14, đoạn đường từ Kon Tum ra Đắc Tô. Vị trí Võ Định cách bộ tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh của đại tá Đạt hy sinh ngày 24 tháng 5 năm 1972, gần 10 cây số về hướng Nam. Thành giữ chức phụ tá, có nghĩa là cái gì cũng làm hết. Đại tá Lịch giao cái gì thì anh làm cái đó, bao thầu đủ thứ, nhiều khi đóng vai thường vụ, nhiều lúc lại coi như tham mưu trưởng lữ đoàn.
Thành thấy cuộc đời mình cũng vui vui. Vì thầy bói nói số Thành lên voi xuống chó, quả thật bây giờ rất đúng với tình cảnh này. Sau ngày ra trường võ bị khóa 19 Đà Lạt, Thành đã bôn ba từ trung đội trưởng tiểu đoàn 6 nhảy dù, đại đội trưởng tiểu đoàn 9 nhảy dù. Anh đã cùng với các chiến sĩ dù sống cuộc đời tung hoành ngang dọc trong rừng rậm, núi cao hoặc đồng bằng mênh mông, thật thỏa thích vô cùng. Muốn dùng phi pháo ở đâu cứ xài, muốn quậy mấy anh Việt Cộng cỡ nào cũng có. Bây giờ vô sống trong không khí hậu tuyến ở bộ chỉ huy lữ đoàn không thích hợp với bản tánh của anh chút nào. Thành thích có quân trong tay để tung hoành ngang dọc, thỏa chí tan bộng hồ thủy. Trong giai đoạn thiết lập căn cứ hỏa lực tại Võ Định, Thành điều hành mọi công tác, hàng ngày phối hợp với các ban ngành, các đơn vị tăng phái và hoàn thành chớp nhoáng trong 24 tiếng đồng hồ để được nơi an toàn tối thiểu. Các đơn vị nhảy dù rất rành việc thiết lập căn cứ lưu động như thế này. Họ coi việc lập căn cứ, đào hầm hố, dễ và cần thiết như ăn cơm bữa. Họ làm nhanh và hoàn hảo, không thua gì quân đội Mỹ với phương tiện cơ khí dồi dào. Các đơn vị trực thuộc được bố trí trên những dãy núi sừng sững phía Tây theo hình cánh quạt, bắt đầu bởi căn cứ Alpha, Anh Dũng ở cực Bắc, đến Giàn Kỳ hay Yên Thế. Lần xuống phương Nam có Charlie, Delta, Hotel, Metro và chót hết là Bravo ở phía Đông Võ Định, nhằm bảo vệ phi trường Phượng Hoàng và Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 Bộ binh tại Tân Cảnh. Ngày 15 tháng 3 năm 1972, tiểu đoàn 1 nhảy dù được trực thăng vận vào vùng hoạt động, thiết lập căn cứ hỏa lực Alpha, sau bàn giao cho tiểu đoàn 3 nhảy dù, bảo vệ pháo đội A1 của đại úy Nguyễn Thành Tụ với 4 khẩu đại bác 105 ly. Sau này, các pháo đội khác được lần lượt phối trí theo lệnh. Pháo đội B1 của đại úy Hoàng Văn Thái với 4 khẩu đóng tại Võ Định. Pháo đội C1 của đại úy Trần Cẩn Ngọc với 6 khẩu đóng tại căn cứ Bravo. Pháo đội D1 của đại úy Nguyễn Văn Hải với 4 khẩu đóng tại căn cứ Giàn Kỳ. Vừa vào vùng, tiểu đoàn 1 nhảy dù đụng ngay với quân chánh quy Cộng sản Bắc Việt. Ngày 20 tháng 3 năm 1972, tiểu đoàn 2 nhảy dù đổ bộ trực thăng xuống thiết lập căn cứ Charlie. Phía đông bắc là các căn cứ 5 và 6 do tiểu đoàn 3 nhảy dù trấn đóng. Dãy đồi nhỏ này có con đường tiến sát mà thiết giáp địch thường đi từ vùng Tam Biên, tức biên giới ba nước Việt Miên Lào, để tấn công phi trường Phượng Hoàng và Bộ Tư lệnh Sư đoàn 22 Bộ binh đóng ở ngã ba Tân Cảnh. Bộ Tư lệnh Sư đoàn nhảy dù chỉ huy tổng quát. Một hôm, Thành Râu đáp trực thăng tới căn cứ Charlie. Khi trở về, anh đề nghị với đại tá Lịch nên dời tiểu đoàn 2 nhảy dù lên vị trí cao hơn. Lúc đầu, tiểu đoàn 2 nhảy dù đã dùng một trung đội đóng trên đỉnh làm tiền độ, còn bộ chỉ huy đóng thấp hơn ở sườn núi. Sau đó, được lệnh dời lên đỉnh để có lợi thế tối đa về phương diện phòng thủ. Ngày 25 tháng 3 năm 1972, tiểu đoàn 11 nhảy dù vừa từ Sài Gòn ra và sau đó được trực thăng vận vô Charlie thay thế tiểu đoàn 2 nhảy dù. Tiểu đoàn 2 nhảy dù chuyển về phía Tây Nam, bắt tay với trinh sát 2 nhảy dù ở Delta, rồi tiến qua eo Úc Bạch Lan ở phía Nam, thiết lập căn cứ Delta. Tiểu đoàn 9 nhảy dù làm thành phần trừ bị, đóng trong phi trường Phượng Hoàng, Tân Cảnh. Sau này, tiểu đoàn 7 nhảy dù do thiếu tá tiểu đoàn trưởng Trần Đăng Khôi K-16 Đà Lạt và thiếu tá Nguyễn Lô K-18 Đà Lạt vào thiết lập căn cứ Hotel ở phía Nam Delta. Tình hình địch, mặt trận B3 ở vùng Tam Biên chỉ huy trực tiếp các sư đoàn 2, sư đoàn 3, sư đoàn 320, một trung đoàn chiến xa và nhiều trung đoàn pháo, chia ba mũi dùi tiến đánh vùng Tây Nguyên.
Sư đoàn 2 quấy rối trục lộ Võ Định, Kon Tum, Pleiku. Sư đoàn 3 đánh Bình Định. Còn sư đoàn thép 320 thì trực tiếp đương đầu với các đơn vị nhảy dù ở vùng Tân Cảnh, Đắc Tô. Hướng tiến quân được dọn đường bởi một trung đoàn pháo đặt từ rặng Big Mama Mountain sát biên giới. Cộng quân chơi trò chơi máu, mở đầu những ngày hè đỏ lửa. Một thứ lửa nhân tạo, lửa gây ra bởi sơn pháo Đại Bác 130 ly, hỏa tiễn 122 ly. Lửa xào xạc nức nở của da thịt nung chín, lửa có thêm tiếng quằn quại rên xiết của con người. Lửa tử khí trùng trùng kín mít trên quê hương Việt Nam đau khổ đọa đầy. Hoạt động của lữ đoàn 2 nhảy dù. Tại Charlie, hằng ngày, thiếu tá tiểu đoàn phó Lê Văn Mễ dẫn hai đại đội đi về hướng Nam, lùng địch và bắt tay với tiểu đoàn 2 nhảy dù đang đóng tại Delta. Cộng quân đã kiện chốt trên một đỉnh đồi, tạm gọi là Delta 1, giữa Charlie và Delta. Chúng lợi dụng địa thế dốc đứng, dễ thủ khó công, đã đào hầm hố kiên cố, ngăn chặn hai đại đội của Mễ không thể tiến về Nam, gặp tiểu đoàn 2 nhảy dù được. Bộ tư lệnh quân đoàn 2 cũng như bộ tư lệnh sư đoàn nhảy dù đã nóng lòng muốn có kết quả tốt đẹp của các đơn vị dù. Do đó, đại tá Trần Quốc Lịch, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 2 nhảy dù rất ưu tư và ra lệnh yểm trợ tối đa để Mễ dứt điểm Delta 1. Hồi đó, cố vấn Mỹ quân đoàn 2 là John Bowen. Ông ta là dân sự mà lại đóng vai trò cố vấn khó hiểu bên cạnh tướng Ngô Du. Có một lần, Van cùng tướng Du đi thị sát mặt trận và ghé đến bộ chỉ huy lữ đoàn 2 nhảy dù. Thái độ và cung cách lúc đó thật mất lịch sự. Van mặc thường phục, ngậm điếu xì gà và còn ghét chân lên ghế coi mọi người xung quanh như pha. Trung tướng Ngô Du với gương mặt nhu mì là một tướng hiền. Tháng 8 năm 1970, thiếu tướng Du, quyền tư lệnh quân đoàn 4, sau khi thiếu tướng Nguyễn Viết Thanh tử trận, đã được tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bổ nhiệm chức vụ tư lệnh quân đoàn 2 và quân khu 2. Theo nhận xét của các giới chức Hoa Kỳ thì ông là một tướng lãnh thông minh, giỏi về tham mưu, hăng say phục vụ cho quân đội và đất nước. Tuy nhiên, ông không can đảm và cương quyết bằng đại tướng Đỗ Cao Trí hay trung tướng Dư Quốc Đống. Ông thông hiểu rành rẽ về chỉ huy tham mưu, nhưng đã phải chịu đựng những tác phong hách dịch của anh cố vấn hắc ám này. Vành đã gây khó khăn cho tướng Ngô Du về nhiều lĩnh vực trong cương vị tư lệnh quân đoàn. Charlie thất thủ cũng do chính Vành đã cản trở, không cho B-52. Tướng Du chỉ biết ngậm đắng nuốt cay vì thế yếu của một dân tộc nhược tiểu, của một quân đội phụ thuộc vào sự yểm trợ hỏa lực chiến lược. Mỗi lần phi cơ của Paul Van bay vào vùng hành quân, cộng quân ngưng pháo kích và phòng không im tiếng. Có thể nội tiếng địch đã cài vào bộ tư lệnh quân đoàn 2. Do đó, Van đã nghi ngờ những báo cáo hành quân của các đơn vị tại vùng Tân Cảnh. John Bowen sau này bị tử thương do tai nạn phi cơ. Cuộc đời hoạt động của Van có một cuốn sách đã xuất bản tại Mỹ mà người dịch dùng toàn từ ngữ của Việt Cộng. John Bowen, trung tá bộ binh, làm cố vấn cho sư đoàn 7 bộ binh từ năm 1963 đến năm 1965. Sau đó, do lời báo cáo của đại úy James Calhoun khiến Van bị về hưu non với lòng đầy thù hận. Những người cố vấn như ông John Bowen sẽ không bao giờ tạo được lợi ích gì, mà ông còn gây thêm nhiều khó khăn cho cuộc chiến. Về Hoa Kỳ, Van xin giải ngũ để tiếp tục học đại học. Đến năm 1966, Van trở lại Việt Nam làm cố vấn dân sự cho chương trình Bình Định và Phát Triển. Van rất hiếu thắng, kiêu căng, tự phụ và anh thích làm anh hùng cá nhân. Van định xen vào quyền chỉ huy nên đề nghị tướng Du thay đổi hai vị tư lệnh sư đoàn 22 và 23 là hai thiếu tướng Triển và Cảnh. Hai vị tướng này đã lập nhiều chiến công ở các vùng trách nhiệm. Sư đoàn 2 bộ binh chịu trách nhiệm 5 tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Phú Bổn,
Pleiku và Kon Tum. Sư đoàn 23 bộ binh coi 7 tỉnh Ban Mê Thuột, Tuyền Đức, Quảng Đức, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận. Hai tướng Triển và Cảnh biết Van đã gấp lực cúp các phi vụ yểm trợ chiến lược B-52. Trước đây, Van đã từng buộc tướng Huỳnh Văn Cao ở sư đoàn 7 bộ binh phải nghe lời Van. Tướng Cao không chịu nên bị cúp hết các phi vụ trực thăng và khu trục. Tướng Cao cuối cùng phải nhượng bộ, và tình hình lúc bây giờ áp lực địch quá mạnh nên họ nói với tướng Du rằng: vì đất nước và quân đội, chúng tôi sẵn lòng làm đơn lên tổng thống xin từ chức bởi lý do sức khỏe. Van đề nghị hai đại tá Lý Tổng Bá và đại tá Lê Minh Đảo ở quân đoàn 3. Tướng Du nói: quân đoàn 2 có nhiều đại tá trẻ và giỏi như đại tá Lê Đức Đạt, Tôn Thất Hùng, sao anh không chọn? Tình hình ngày càng khẩn trương, tướng Du đành phải thỏa mãn gấp cho Van, nhưng chỉ 50%, vì ông cũng muốn giữ thể diện tối thiểu của cấp chỉ huy, chẳng lẽ phải cúi đầu nghe theo hắn hết. Ông đã đề nghị đại tá Lý Tộc Bá làm tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh và đại tá Lê Đức Đạt, tư lệnh phó sư đoàn 22 bộ binh, lên thay tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh. Tướng Du tâm sự với sĩ quan tham mưu: chỉ huy của ông là một người Mỹ rất hăng say nhưng không thông cảm cho hoàn cảnh và tình cảm của người Việt Nam. Theo tin tình báo thì Hà Nội đã cho lệnh tướng Hoàng Minh Thảo, tư lệnh mặt trận B3, tấn công vào tháng 4 năm 1972 để phối hợp ăn nhịp với mặt trận Quảng Trị, quân đoàn 1 và An Lộc, quân đoàn 3. Nhưng giờ chót, Hoàng Minh Thảo đã cho sư đoàn 2 Cộng sản Bắc Việt đương đầu và cầm chân sư đoàn 22 bộ binh ở Tân Cảnh, còn sư đoàn 320 Cộng sản Bắc Việt sẽ tiến đánh Kon Tum. Vì thế, tướng Du đã ra lệnh cho lữ đoàn 2 nhảy dù chiếm đóng ở Charlie và Delta để ngăn chặn sư đoàn 320 Cộng sản Bắc Việt. Sau khi phối trí các đơn vị dù trực thuộc vào những điểm trọng yếu để bảo vệ vùng Tân Cảnh và phía bắc thị trấn Kon Tum, bộ chỉ huy lữ đoàn 2 nhảy dù cho lệnh các đơn vị bung ra lục soát, tìm và diệt địch. Quan niệm nhảy dù là luôn luôn áp dụng thế công, đi đến đâu cũng tìm và đánh vào ngay căn cứ của địch.